cháu tuần sau rồi. Dạ chào bác. À. <laughs> sao, em, rồi sao rồi con? Em... Sao tự nhiên con bị đánh vậy? Đứa nào, đứa nào đánh con hả? Con nói đi, nói báo con an bắt nó liền. Trời ơi, nó đánh cháu tôi trầy rủa trời hết trọi nè. Con không sao đâu nội. Bạn Quân đánh con, mà sao anh ở đây vậy? Ờ à, Anh chở cô qua vậy thì tình cờ thấy thằng Minh bị đánh nên anh đưa nó vô đây mà cái thằng đánh nó là thằng quân con của đại lý vật uh, liệu uh, hưng quân đó trời đất à, ơi, ơi cái thằng đó nổi thằng tiếng đó. chơi bời tụ tập bạn bè quậy phá con dính vô nó chi cho bị đánh vậy bạn quân nói là con quay clip bạn quân Chạy xe ảo rồi ốp lên facebook nhưng mà con không có quay tự nhiên máy con có xong rồi người ta còn lấy máy của con up clip lên facebook nữa con nói cái gì kỳ vậy con mà không quay Thì điện thoại con làm sao tự có được Hay là Có đứa nào đó mượn điện thoại của con hả Trưa hôm qua Anh hai mượn máy của con Sao Tôi Tôi mượn điện thoại mình chơi game thôi Tôi đâu có quay tiếp tụi nó ở đâu Nhưng mà hôm qua nay chỉ có một mình Anh hai mượn máy của em thôi Tôi, tôi đâu có biết đâu Có khi mình tự quay Xong mình đổ thừa cho tôi thì sao Em không có quay Trời đất ơi, thôi đi Đừng có cãi qua cãi lại nữa Tóm lại đứa nào quay Ừ, à, đứa nào Con không có quay Hả? À? Hải, con có quay hay không? Nếu có thì nhận lỗi đi, con không được nói dối Con không có quay Mẹ không tin con hả? Nhưng em mình nó nói, có mình con mượn điện thoại của em thôi Mà lỡ như nó xạo sao? Con không có quay Cô hai thấy là con quay chứ không ai hết á Thằng Minh từ nhỏ tới giờ nó không biết nói láo đó Anh em trong nhà mà còn hại nó vậy đó Con đúng là gian manh y chang nhà ngoại con vậy đó à Hải, con làm sai thì phải biết nhận lỗi Con xin lỗi em Minh đi Con đã nói rồi, con không có quay Mẹ không tin con hả? Mẹ là mẹ của con, mẹ nhìn là biết con có làm hay không Con xin lỗi em Minh đi Thằng Hải nó không có làm đâu Chị hai, má Đừng có hiểu lầm thằng Hải Đó, mẹ Với con hai nghe chưa Chị Bích cũng nói con đâu có quay đâu Ủa, vậy chứ đứa nào quay rồi hại thằng Minh Minh Tại sao con quay mà con nói láo du khống cho anh Hải Mẹ nói gì vậy Con đâu có quay đâu Con quá lắm rồi đó Tập tành nói dối nữa Rõ ràng hôm qua con đem điện thoại lên con nói với mẹ Con quay clip thằng Quân Rồi up lên facebook Vì nó hay ăn hiếp con Con không quay mà Không được chối Tự nhiên mẹ vui quan cho con Con ghét mẹ Thôi nè nè con ừ. Minh à từ từ nói